Xin chào mừng toàn thể quý vị và bạn quay trở lại với kênh Báo Hồng Audio Vậy là hôm nay đã là 25 âm lịch rồi à, Còn 5 ngày nữa thôi là chúng ta đã bước sang một năm mới à, Nhưng bên em vẫn sẽ ship cho anh em Sài Gòn và Hà Nội à, Tới tận ngày 28 Quý vị bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với bên em Theo số điện thoại 0978 263 263 à, Và em sẽ khui chiêm ly Maytot MA 12.000 Đây là chiêm ly tích hợp đầu bảng hay nhất Cao cấp nhất, chất lượng nhất của hãng mang tốt à, và em này thì có thể trị được hầu hết mọi loại loa trên thị trường à, với mức công suất rất là lớn và phần pre đèn à, công suất lớn kết hợp với nhau thì không ngại bất kỳ một loại loa nào cả chúng ta sẽ cùng khui ra ngay sau đây nha sản phẩm này hàng nhập khẩu chính hãng phân phối tại việt nam qua đồng hành Hòa phúc và được bảo hành 2 năm à, yên tâm chơi luôn mà đến to thì họ đóng gói luôn luôn rất là kỹ càng vì cái mặt kính này cũng khá là nhạy cảm cho nên là phần đóng gói của họ thì rất là chuẩn chỉ. Đây, à, thẻ bảo hành 2 năm thưa quý vị các bạn. Một cuốn à, cataro. Chúng ta sẽ có một chiếc à, hộp điều khiển đây. Vâng, nhân vật chính của chúng ta đã lên kệ tại báo hông audio. Sau một hồi hì hục, vất vả, hí hừng, khui uh, ra thì uh, em nó đã nằm ở trên kệ đây rồi. Vậy chúng ta cùng khởi động nguồn lên nhé. Wow, tuyệt đẹp đúng không ạ? Hai đồng hồ vu màu xanh huyền thoại của Macintosh kết hợp với lại bốn bóng đèn điện tử với những cái ánh đèn hết sức là lung linh và huyền ảo. À. Đó, đặc biệt là những căn phòng nào mà anh em chuyên nghe nhạc để đèn lưu diêu thôi thì khi mà nhìn vào những cái đèn đồng hồ này thì thực sự là nó là mê ly luôn. Đó, thiết kế ở phía mặt trước thì uh, chúng ta có thể nhìn thấy một thiết kế đối xứng selector bên trái volume bên phải là bằng nhau. 8 cần equalizer đó, được đặt ở chính giữa. Bên dưới là đèn uh, quắc hiển thị. Hai uh, nút bên trái, hai nút bên phải, nút tắt nguồn. Đó, rất là là cân xứng và đối xứng đúng không ạ? Ờ uh, thực sự là khi mà để đèn mờ mờ ảo ảo rồi bật chiếc ly này lên thì cái đồng hồ VU nó xanh xanh ve vẩy thì thực sự là nó làm sao xuyến những con tim yêu Mai tốt. Uh, <laughs> thực sự là là uh, rất là đẹp và đỉnh cao. Em này thì có mức công suất lên tới là 700W trên hai kênh. Đó, 700W trên hai kênh thì khuất phục được hầu hết mọi loại loa luôn, không kén một cặp loa nào. Mạnh tốt thì uh, huyền thoại với những chiếc biến áp xuất âm của mình cho chất lượng âm thanh hết sức là tuyệt vời đặc biệt là trở kháng xuống tới tận 2 ôm luôn đó điều mà rất ít âm ly làm được chính vì vậy thì kiểm soát loa siêu tốt ghép được với rất nhiều dòng loa luôn và độ méo cũng siêu siêu thấp đó. và chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở phía sau xem có những cái gì nhiều nhá vâng ở phía sau thì chúng ta có những cọc kết nối loa có hàng chữ mang anh tốt ở trên được mạ vàng tất cả cọc à, kèm thêm là những cái đường kết nối RCA cũng được mạ vàng và đầy đủ được kết nối RCA ba lăng vào và ba lăng ra. Kèm thêm nữa là một mạch DAC DA2 chất lượng cao. Riêng mạch này mua thương ở ngoài đã phải tầm 27 triệu đồng rồi. Mạch này thì cho giải mã âm thanh cực kỳ hay, đặc biệt có thêm đường HDMI ARC, kết nối trực tiếp với TV cho chất lượng âm thanh được đảm bảo là hay nhất. Ngoài ra thì cũng có thêm bốn đường digital in, hai đường Quasio và hai đường optical. Thêm một đường nữa là đường USB audio để kết nối máy tính thực sự đây là một chiếc ly hoàn hảo toàn năng, một chiếc ly tích hợp DAC tích hợp mạch phono sẵn chơi cho chúng ta luôn riêng những cái khoản này thì đã phải bỏ ra mấy chục triệu đồng thậm chí là gần năm uh, sáu triệu để chúng ta sở hữu một cái mạch phono chất lượng như này và một mạch ở uh, DAC chất lượng như này đó thì uh, hãng đã trang bị hết cho chúng ta về chỉ việc chơi luôn thôi sẵn sàng chơi luôn anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với báo Hồng Audio để có mức giá tốt nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại.